một ngôi số một, đây là Nguyễn Thị Trúc Trinh tại quê chơi xa. Vỗ tay. Xin mời số 2 ra đây.
về cái số 3 chắc chắn á, thắng á. Ok, em số 3 là cái này, là cái này. Yêu cầu số 4 của ta. Đây là số 4 mà. Đúng không? Sao mà quá ít quá vậy? Quá ít quá. À, quá ít quá sao? Ít quá, ít quá đâu rồi. À, ta em rồi. Xin mời số 5 ra. Đây là Trà. Trà, đứng ở số 5 là chắc mạnh đó nha. Số 5 là mạnh rồi. Yêu cầu số 5 đứng vào đây. Số 6 bước ra. Trong đôi mắt anh là tất cả. Trà, đứng thấy tất cả. À, số 6 em rồi. Số 6 còn. Số 7 bước ra. Trà. Số 8 bước ra. Em đã cố quên không chờ. Số 8 à? Số 9 bước ra. Đây là số 9. Hà hà lý ra. Số 1 bước ra. Ok. Số 1. Xin mời mấy em bước vào trong hết cả một đứa ba số này đó. Số 3, số 5 và số 10. Ok, bây giờ mình lấy cái số nhỏ là trước. Số 3 là bao nhiêu tay đứng lên mà phải thấy tay nha. Không được thấy tay đây nha. Số 5 bước ra. Số 5 bằng khách này nha. Số 1 bước ra. Số 5 bước ra. Số 10. Số 3 thì là đứng hàng 3 là chắc chắn rồi. Ok. Số 3 đứng hàng 3 là chắc chắn rồi. Bây giờ có nữa hai người là nhớ là đưa tay nha. Số 5 bước lên đầu tiên. Nhiều quá, nhiều quá. Rồi. Số 1 bước ra. Bây giờ hai số đó là rõ ràng. Các mẹ, các anh chị em thấy rõ ràng nha. À, bây giờ chỉ có 3 số. Số 5. Số 10, thứ hai và số 3 là thứ ba. Các bạn đồng ý không? Nói chặt đi rồi. Bây giờ xin lỗi các bạn đi nha. Hai số này á, bây giờ lại nào nữa nè, coi nhà chú ý nha. Số 5 bước ra. Kẹt luôn hả? Số 5 kẹt luôn hả? Số 1 bước ra. Thì là chết lại số 1 được thắng rồi. Sao? Số 3 bước ra. Ủa mà sao nãy à? Đưa ít bây giờ đưa nhiều quá chị. Ok, thôi bây giờ mấy em mình chống chào tất cả giờ chúng ta cho đồng hồ tên.